Sau 5 ngày lẩn trốn trên núi do sát hại hàng xóm, Lê Đình Thức, trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, xuống làng tìm kiếm thức ăn thì bị công an huyện Lộc Hà phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ. Trước đó vào tối ngày 6 tháng 8, do nghi ngờ ông Quách Trọng Bình trú cùng thôn ném đá vào nhà, nên Thức đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến ông Bình tử vong do mất máu cấp. Sau khi gây án, Thức đã bỏ trốn. Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8, lực lượng trinh sát mật phục đã phát hiện đối tượng nghi vấn có mặt gần khu vực cây xăng An Lộc để tìm thức ăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng bắt giữ Lê Đình Thức và đưa về trụ sở công an huyện Lộc Hà để điều tra làm rõ.